VietinBank là những người ra sân trong trang phục áo màu đỏ và VTV Bình Điền Long An sẽ xuất phát với trang phục áo màu vàng. Và đội hình ra sân của VietinBank ở trong trận đấu đầu tiên gồm có 20/2 Thanh Hoài, số 16 thủ công Kim Thê, số 2 thủ công Thu Thủy, số 10 đối tiền Phương Anh đội trưởng, số 15 thủ công Hồng Thắm, số 23 thủ công Trà Giang và libero là số 19 Minh Anh. Huấn luyện viên trưởng của VietinBank là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, người đã trở lại mái nhà xưa để dẫn dắt VietinBank ở mùa giải 2024 này. Ông cũng là huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Với VTV Bình Điền Long An thì họ sẽ ra sân với đội hình gồm có số 14/2 Kim Hoa đội trưởng, số 5 thủ công Ken Tây Trang, số 20 thủ công Lữ Thị Phương, số 1 đối tiền Trà My, số 16 thủ công Khánh Vy, xin lỗi, số 19 thủ công Khánh Vy và số 10 phụ công Như Anh, libero là số 12 Khánh Đăng. Và huấn luyện viên trưởng của VTV Bình Điền Long An đó là huấn luyện viên Thái Quang Lai. Đây là Chen Peiyan, một trong ba tay đập Trung Quốc cùng với Jin Jae góp mặt ở giai đoạn 1 của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm nay. Tay đập Trung Quốc còn lại đó là Kai Xiaoqing, tay đập của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Năm nay thì các đội bóng tiếp tục thuê ngoại binh, và ở giải nữ thì chỉ có các ngoại binh đến từ hai quốc gia là Thái Lan và Trung Quốc là góp mặt ở giai đoạn 1 của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm nay. Hai đội bóng không thuê ngoại binh trong số 9 đội bóng góp mặt ở giải nữ năm nay đó là Glesinko Thái Bình và Hà Nội. VietinBank thực sự là một ẩn số trước khi bước vào cuộc đối đầu này. Thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để tập huấn từ mùng 1 tháng 3. Họ không tham dự các giải hội làng cũng như là một giải đấu giao hữu nào. Đã có điểm số đầu tiên của trận đấu và đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An, 1-0. Bóng là Chen Peiyan. Thu Hoài. Và đó là Jin Jae. Một đều. Chuẩn bị cho giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay thì VietinBank di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn từ đầu tháng 3. Đến ngày 10 tháng 3 thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt di chuyển xuống Bình Phước. Và từ đầu tháng 3 cho tới nay thì họ đã có 2 trận đấu tập với Quảng Ninh, 2 trận đấu tập với đội sinh viên và 1 trận đấu tập với Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Trong khi đó thì VTV Bình Điền Long An đã vào tới trận chung kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư, nơi họ để thua trước đội nữ Ninh Bình FVBank. Trước đó thì thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai cũng lần đầu tiên sau nhiều năm tham dự các giải hội miền Bắc, họ đánh ở hội Quan Độ và hội Kim Thiểu. Phát bóng là phụ công Thu Thủy. Kim Thoa. Đánh bóng của Trần Tây Đăng. Điểm cho VietinBank 3-2. Năm ngoái thì VietinBank xếp hạng 5 ở giải vô địch quốc gia. Và năm nay thì việc mời trở lại huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho thấy tham vọng rất lớn của lãnh đạo đội bóng này. Người có điểm số cho VTV Bình Điền Long An đó là pha ghi điểm của phụ công Như Anh. Đây sẽ là tình huống phát bóng của đối chuyền Trà My. Và đánh bóng của Hồng Thắm. Đội
Đã có tình huống xin challenge từ phía ban huấn luyện của Vietinbank. Một tình huống mà ban huấn luyện của Vietinbank cho rằng pha đánh bóng của Hồng Thắm đã chạm vào một vận động viên của VTC Bình Long An. Như vậy là bóng không chạm vào tay chắn của Như Anh và đó là tình huống challenge không thành công của Vietinbank. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ còn một quyền challenge ở trong trận đấu đầu tiên này nữa mà thôi. Tỷ số là 4-3 cho VTV Bình Điền Long An. Pha đánh bóng của Như Anh về cuối sân nhưng bóng đi ra ngoài và đó là điểm số cho Vietinbank. 4-4. Phát bóng của Phương Anh. Hôm nay trên sân thì chúng ta đang có hai vận động viên cận tay trái và đều chơi ở vị trí đối chuyền. Đó là Trà My bên phía Long An và Phương Anh đối chuyền bên phía Vietinbank. Và xử lý của Khánh Vy. Khánh Vy đã đẩy bóng chạm vào tay chắn của Vietinbank, điểm cho Bình Điền Long An 5-4. Bóng đã khẽ sượt qua tay chắn của Thu Hoài. Đó là điểm cho Vietinbank. 5-5. Trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài. Và đánh bóng của Chen Peiyan. Tiếp tục là Chen Peiyan. Điểm Vietinbank 6-5. Cho VTV Bình Điền Long An. Quan sát tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy cái đập người Trung Quốc của VTV Bình Điền Long An cũng là một kèo trái. Vinh Chê đã có điểm cho Vietinbank. 6-6. Điểm số nữa được ghi bởi Chen Peiyan. 7-6. Challenge từ huấn luyện viên Thái Quang Lai. Chúng ta có thể thấy ký hiệu. Huấn luyện viên Thái Quang Lai đã xin challenge khi mà bóng vẫn đang ở trên không, tình huống bóng vẫn đang diễn ra.
Như vậy là trọng tài sẽ cho đánh lại tình huống bóng vừa rồi. Quyết định cuối cùng được trọng tài Phạm Ngọc Kính đưa ra đó là hai đội sẽ đánh lại tình huống bóng vừa rồi. Và đó là một tình huống phát bóng ăn điểm ngay của Kim Thoa. Kim Thoa là vận động viên có những quả phát bóng rất khó chịu. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tất nhiên là cũng hiểu được điều đó. Đã không ít lần Kim Thoa ghi điểm trên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia từ những tình huống phát bóng. Điểm 9-6 cho VTV Bình Điền Long An. Đánh bóng của Jin Jae. Jamie. Đánh bóng từ hàng sau. Đó là pha ghi điểm của chủ công Hồng Thắm. Điểm cho Vietinbank 7-9. Đánh bóng cắm và điểm cho Vietinbank 8-9. Chen Tây An. Ngay lập tức thì tay đập của VTV Bình Điền Long An cũng đáp trả 18 cho VTV Bình Điền Long An. Khoảng thời gian vừa qua ở trên sân đang là show diễn của hai tay đập tới từ Trung Quốc, Jin Jae bên phía Vietinbank và Chen Pei Yan bên phía VTV Bình Điền Long An. Điểm cho Vietinbank 9-10. Điểm cho Vietinbank 10 đều so với người đồng hương Chen Pei Yan. Thì Jin Jae có nhiều thời gian gắn kết cùng với Vietinbank hơn khi mà tay đập người Trung Quốc đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ đầu tháng 3 để hội quân cùng với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong khi đó thì Chen Pei Yan mới chỉ có mặt được khoảng một tuần mà thôi. Đó là điểm cho VTV Bình Điền Long An. Có vẻ như đã có lỗi chạm lưới của vận động viên bên phía Vietinbank. Và đánh bóng của Phương Anh. Lỗi 4 chuyền. 12-10 cho Bình Điền Long An. Đã phát bóng đi ra ngoài. Năm ngoái thì Lữ Thị Trường được cho mượn tới Gelsenkirchen Thái Bình. Và năm nay thì trong bối cảnh mà Mỹ Duyên rồi Kim Thành đều xin giải nghệ, Lữ Thị Trường đã được giữ lại để thi đấu trong đội hình của huấn luyện viên Thái Quang Lai.
Trà My. Bóng đá quá khỏi tầm đập của Trà My. 12 đều cho Vietinbank. Trà My. Khánh Vy. Và đó là pha ghi điểm của Hồng Thắm. Hồng Thắm cùng với Trà Giang đang là hai vận động viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong đội hình của Vietinbank, nếu không tính ngoại binh DJ. Sức mạnh của Chen Peiyan. Từ Chen Peiyan trong đội hình xuất phát của luyện viên Thái Quang Lai thi đấu ở vị trí chủ công, nhưng đội đặc biệt Trung Quốc đang đánh hòa tiền bóng cho khá nhiều. Vai trò đối chuyển tay ghi điểm chính trong đội hình của VTV Bình Điền Long An lúc này. Vinh Chê cũng là một pha ghi điểm từ hàng sau. 15-13 cho Vietinbank. Bây giờ thì Vietinbank lại đang vượt lên dẫn điểm. Phương Anh phát bóng. Kim Thoa và Như Anh. Với 4-15. Chúng nó đánh một chân sau đầu giữa Kim Thoa và Như Anh. Bóng của Khánh Vy. Bóng trong sân. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 15 đều. Trước khi bước vào trận đấu này thì VTV Bình Điền Long An được đánh giá cao hơn so với Vietinbank. Họ cần phải rất dè chừng. Đã có lỗi rồi, lỗi chạm lưới của Trà Giang. 16-15 cho VTV Bình Điền Long An. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là một trong những chiến lược gia có khả năng đọc trận đấu và có được những sự điều chỉnh rất tốt. Và Vietinbank không tham dự một giải đấu giao hữu nào trước thềm giải vô địch quốc gia năm nay. Đó là một tần số 16 đều cho Vietinbank. Kết thúc mùa giải năm ngoái thì Vietinbank cũng chia tay phụ công Bích Vân. Bây giờ cặp phụ công trên sân của họ đang là Trà Giang và Thu Thủy. Tiếp tục là một tình huống lao dài giữa Kim Thoa và Như Anh. Mười bảy, mười sáu cho VTV Bình Điền Long An. Thu Hoài. Chín Dê. Một tình huống đánh nghi và điểm cho Vietinbank. Mười bảy đều cho Vietinbank.
Đây là Hoàng Minh Tâm, một trong hai đối chuyền cùng với Phương Anh. Không được. Dê đã đánh bóng không qua lưới và điểm cho VTV Bình Định Long An 18-17. Anh xin challenge. Đó là tình huống mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt challenge bóng chạm chắn. Đúng là bóng đã sượt qua những đầu ngón tay của vận động viên bên phía VTV Bình Điền Long An. Và đó là lần challenge thành công của Việt Tín Bành. Tình huống phát bóng của chuyền hai Thu Hoài. Chen Payan. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 19-18. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép các đội bóng thuê lại ngoại binh để thi đấu ở giải vô địch quốc gia thì phải đến mùa giải thứ 3 và các đội bóng được phép thuê lại ngoại binh chúng ta mới lại thấy sự xuất hiện của các tay đập tới từ Trung Quốc. Và dù đây mới chỉ là những màn trình diễn đầu tiên của họ, nhưng cả Jin Che cũng như là Chen Taiyan đều cho thấy được những đóng góp đáng kể để tạo ra được những sự khác biệt. Của Lữ Thị Phương. Kim Thoa. Và đây là Khánh Vy. Tình huống chuyền dài của Kim Thoa là điểm 4 cho Khánh Vy. 20-19 cho VTV Bình Điền Long An. Hãy cùng xem lại pha đánh liên thu này của Khánh Vy. Của Trà My. 21-19 cho VTV Bình Điền Long An. Bây giờ thì Việt Tin Banh xin tham ao. Và đây là lần tham ao đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. 30 giây hội ý chiến thuật cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Không không chạy, tất cả mọi người không chạy. Như thế sẽ rất là khó đánh. Và em chưa dám chơi thoải mái. Nó cứ chậm chậm chậm. Thì Phương ấy, hai người cùng đông rõ ràng nhé. Một người đánh bay cao chậm đánh về đường đi, còn một người kia chạy nhanh tốc độ, bọn em chắn để tôi sẽ bắt cái Phương Anh lên đây phòng thủ. Bọn em cứ để nó đánh đùng đùng về hướng họ đi. Các loại một người chết. Trận đấu tiếp tục với tình huống phát bóng của thủ công Lữ Thị Phương. Hãy cùng chờ xem những điều chỉnh của Nguyễn Tuấn Kiệt. Những sự nhắc nhở dành cho các trò có giúp cho VTV Bình có điểm. Thêm một điểm nữa nhưng là cho VTV Bình Điền Long An. 22-19. Sự có mặt của đối chuyền trên Tây An. Của chủ công trên Tây An đã khiến bóng không được chuyển nhiều với vị trí của Trà My. Số 1 không tốt và thêm một điểm số nữa cho VTV Bình Điền Long An. 23-19.
VTV Bình Long An mới chỉ là đội bóng thứ hai mà huấn luyện viên Thái Quang Lai dẫn dắt, đội bóng nữ thứ hai sau xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Và đánh bóng của Phương Anh điểm cho Vietinbank 20-23. Huấn luyện viên Thái Quang Lai vẫn còn nguyên hai quyền xin hội ý chiến thuật ở trong trận đấu đầu tiên này. Hoàng Minh Tâm đã xoay vị trí lên hàng trên và đối chuyền này đã rời sân và nhường lại vị trí cho Trà Giang. Và đây là lần hội ý của VTV Bình Điền Long An, lần tham out đầu tiên của huấn luyện viên Thái Quang Lai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Năm nay thì thể thức thi đấu của giải vô địch quốc gia đã có những sự khác biệt nhất định so với các năm trước. Trong đó thì sự thay đổi đáng kể nhất ở giải vô địch quốc gia chính là việc tổ chức hai nội dung nữ và nam ở hai địa điểm và theo hai mốc thời gian riêng biệt. Năm nay cũng sẽ thi đấu gần tương tự như dạng league thay vì chia bảng và đấu chéo như mọi năm. Đó cũng là lý do mà quãng thời gian đang thi đấu ở Bình Phước chúng ta gọi là giai đoạn 1 chứ không gọi là vòng 1. Vì năm nay 9 đội bóng tham dự sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng từ 1 đến 9. Sau đó 4 đội dẫn đầu bảng sẽ thi đấu vòng bán kết và chung kết tranh chức vô địch. Còn thì 4 đội đứng cuối bảng sẽ thi đấu vòng tròn thêm một lượt nữa để xác định hai đội phải chống chơi ở giải hạng A sang năm. Từ 21 set point cho VTV Bình Điền Long An. Phát bóng của Trà My. Phát bóng quá mạnh, phát bóng đi ra ngoài. 22-24 điểm cho Vietinbank. Tiên đã được vào sân để thay cho Trà My. Mỹ Tiên đăng ký là một vận động viên bình thường nhưng thực chất thì đây là một libero dự bị cho Khánh Đàng ở VTV Bình Điền Long An. Huấn luyện viên Thái Quang Lai rõ ràng muốn tăng cường khả năng phòng thủ và các bước một của mình. Đã có điểm số cho VTV Bình Điền Long An 25-22 và ghi điểm của Phúc Công Như Anh. Và như vậy là VTV Bình Điền Long An là đội bóng giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-22. Một pha phối hợp giữa Kim Thoa và Phương Anh ở vị trí số 2.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước, và đây là huấn luyện viên trưởng của Glesimco Thái Bình, huấn luyện viên Trần Văn Giáp. Glesimco Thái Bình sẽ gặp cả VTV Bình Điền Long An và Vietinbank ở giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp khóa chất Đức Giang năm 2024 này. Và đó là lý do mà huấn luyện viên trưởng của Glesimco Thái Bình, ông Trần Văn Giáp, đang có mặt tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước để theo dõi Vietinbank và VTV Bình Điền Long An thi đấu. Lúc này thì cặp đấu giữa Vietinbank và VTV Bình Điền Long An chuẩn bị bước vào set đấu thứ hai. Ở set đấu đầu tiên thì VTV Bình Điền Long An đã là đội có được chiến thắng với tỷ số là 25-22. Và đây là Chen Pei Yang, một trong những tay ghi điểm chủ lực của VTV Bình Điền Long An ở trong set đấu đầu tiên. Còn đây là Shin Jae, ngoại bình của Vietinbank. Shin Jae là vận động viên thuộc đội bóng chủ quản là Bắc Kinh Bayek Moto. Trong khi đó thì Chen Pei Yan ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc, cô khoác áo Quảng Đông. Trà My đang thi đấu không đúng với 100% khả năng của tay đập thuật tay trái này. Sự có mặt của Chen Pei Yan đã khiến cho Trà My không có nhiều bóng, không có nhiều đất diễn để thể hiện mình. Đó là một tình huống đánh hai chuyền của Kim Thoa nhưng bóng đi ra ngoài và điểm cho Vietinbank 2-0. Cách đây 2 năm thì cả Jin Jae và Chen Pei Yang đã từng là đồng đội với nhau khi cả hai thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ bóng chuyền tại Indonesia, Jakarta DIN. Jin Jae phát bóng. Chen Pei Yang đi quá sát lưới và Hồng Thắm không thể có được pha đánh bóng. Vẫn có điểm cho Vietinbank 4-0. Pha đánh bóng rất hiểm hóc của Jin Jae, bóng đã ăn vào vạch biên ngang. Và huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải xin tham mào từ rất sớm. Ở trong set đấu đầu tiên thì phải đến gần cuối set huấn luyện viên Thái Quang Lai mới bấm chuông xin tham mào. Còn bây giờ thì VTV Bình Điền Long An đã sử dụng một trong hai quyền tham mào của mình ở trong set đấu này. Mày luôn về xíu, tôi đi luôn phụ quý lại cho Vy bắt cái gì. Lại đi, lại đi, lại đi. Cắt liền nha. Xì. Vài con. Không được gọi lên đội tuyển quốc gia trong năm vừa qua như Kim Thoa, nhưng Thu Hoài cũng là một trong những cây chuyền hài nữ rất chất lượng trong mặt bằng chung của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Thu Hoài, đó là pha ghi điểm của Hồng Thắm. 5-0 cho Vietinbank, vẫn đang là series điểm của Vietinbank. Trận đấu thứ hai đã bắt đầu theo một kịch bản mà không nhiều người nghĩ đến. Chen Pei Yang. Bây giờ thì đã có điểm cho VTV Bình Điền Long An. Và đó là tình huống cắt điểm của chủ công người Trung Quốc.
nhanh của Thu Hoài. Cami, cái này thì đã có điểm cho Bình Điền Long An rồi, 2-5. Bóng của Phương Anh. Khánh Vy. Không được. Lữ Thụ Phương đã không thể thắng được tay chắn của Thu Thùy. Một tình huống đối đầu giữa hai phụ công hai đội ở vị trí số 3. Và người thất bại là Lữ Thụ Phương. Điểm cho Vietinbank 6-2. Thu Thùy xoay xuống hàng sau để phát bóng. Và trên hàng trên thì Vietinbank đang có sự góp mặt của phụ công Trà Giang, một trong những phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, một trong hai phụ công chính của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Và ghi điểm của Trà My, 3-6 cho VTV Bình Điền Long An. Lấy lại luôn. Tiếp tục là pha đánh bóng của Trà My. Lỗi dính bóng rồi. Có lẽ là lỗi dính bóng với Kim Thoa. 7-3 cho VTV. 7-3 cho Vietinbank. Phương Anh phát bóng. Khánh Vy. Hàng sau của Vietinbank chơi khá ổn trong quãng thời gian vừa qua của set 2. Tấn công từ hàng sau. Không thắm. Chen Payan. Này thì đã có điểm cho Bình Điền Long An 4-7. Năm ngoái thì VTV Bình Điền Long An xếp trên Vietinbank ở giải vô địch quốc gia. Và trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay thì cơ bản học trò của đội tuyển Thái Quang Lai cũng được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Năm 7. Thêm một điểm số nữa cho VTV Bình Điền Long An và đó tiếp tục là pha ghi điểm của Chen Payan. Chen Payan sở hữu chiều cao lên tới 1m94. Đã chạm sàn rồi. Điểm cho Vietinbank 9-5. Tình huống bắt bóng 1-0 thành công của Khánh Vy. Trận đấu giữa Vietinbank và VTV Bình Điền Long An mà chúng ta đang theo dõi là trận đấu đầu tiên, trận đấu khai màn của mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Và tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước trong ngày hôm nay còn có một trận đấu khác. Và lúc
Và bây giờ sẽ là màn so tài giữa đội chủ nhà binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và Hà Nội, đội bóng tân binh của giải vô địch quốc gia nữ năm nay. Tiếp tục là pha ghi điểm của Như Anh. Như Anh là mũi đánh nhanh rất lợi hại mà huấn luyện viên Thái Quang Lai đang sở hữu. Đây là vận động viên được rất nhiều người hâm mộ cho rằng sẽ được gọi lên tập trung trên đội tuyển bóng chuyền U20 nữ quốc gia, chuẩn bị cho giải U20 nữ châu Á. Và đội U20 nữ sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, cũng là huấn luyện viên trưởng đương nhiệm của Vietinbank, ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Tình huống phòng thủ hàng sau không thành công của Khánh Vy, điểm cho Vietinbank 11-6. Một tình huống đánh chồng. Vào ngày mai thì Vietinbank sẽ được nghỉ và trận đấu tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là màn đối đầu với đội chủ nhà binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Trong khi đó thì VGV Bình Long An cũng được nghỉ vào ngày mai. Và ngày hôm sau thì họ sẽ so tài với Glesimco Thái Bình. Và đó là lý do mà huấn luyện viên Trần Văn Giáp đang có mặt tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước lúc này. Như Anh phát bóng. Jin Jae. Chen Pei-an. Bóng ngoài và đó là điểm số cho Vietinbank. Như vậy là chính các cô gái Bình Điền Long An đã ra dấu cho huấn luyện viên Thái Quang Lai là không nên challenge. Đó là tình huống đánh bóng ra ngoài của Chen Pei-an, một pha đánh y không thành công. Ở biên 4. Kim Thoa và Lữ Thị Phương không qua được tay chắn của Jin Jae. 13-7 cho Vietinbank. Rõ ràng là tốc độ trong những tình huống di chuyển và đánh bóng của Lữ Thị Phương chưa thể được như Như Anh. Tiếp tục là một pha chấp cơ hội thành công khi mà bóng đã nảy sang bên kia lưới. Pha ghi điểm là của Phương Anh. Khánh Vy rời sân và người vào sân là Lan Vy. Lan Vy là một trong hai vận động viên cùng với Như Anh đã giúp cho VTV Bình Điền Long An giành chức vô địch ở giải trẻ toàn quốc diễn ra tại Trà Vinh vào năm ngoái. Và tấn công không thành công của Lữ Thị Phương. Tiếp tục là một tình huống đánh một chân sau đầu không thành công của VTV Bình Điền Long An. Chen Pei-an và lăn xả của libero Ninh Anh. Điểm cho Vietinbank 16-7. Và Lữ Thị Phương đã rời sân, người vào sân là Như Ngọc. Cuối cùng thì huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải đưa ra điều chỉnh ở vị trí phụ công. Tiếp tục là một tình huống chuyền không tốt của Kim Thoa, bóng đã nảy sang bên kia lưới và tạo cơ hội cho Vietinbank chớp thời cơ. Quả cảm ơn của Jin Jae.
Và huấn luyện viên Thái Quang Lai đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây. Lần tham ao thứ hai của VTV Bình Điền Long An ở trong set đấu này. Dù cho set đấu điểm số còn chưa chạm tới 20. Một set đấu khó khăn với Bình Điền Long An. Bóng ngoài nhưng đã chạm vào tay chắn của Vietinbank và đó là pha cắt điểm của Chen Payan. 8-17 cho VTV Bình Điền Long An. Để phát bóng là Kim Thoa và Bình Điền Long An sẽ có cơ hội để gia tăng điểm số. Một điểm nữa cho Bình Điền Long An, 9-17. Những tình huống phát bóng của Kim Thoa, bóng đi không mạnh nhưng lạ. Và ghi điểm của Trà My, 10-17. Và bây giờ đến lượt huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt xin tham ao. Lần tham ao đầu tiên của Vietinbank ở trong set đấu thứ hai này. Nhanh, may ra con đánh ngược còn lao không bao giờ vào. Em nhìn nó vào, em truyền nhá. Hai cái tay nó còn chưa vùng lên. Làm sao đánh được? Không thay đổi được. Chưa thay đổi được. Nên là vấn đề tập trung vào, nhớ vào cho nó điều chỉnh nó không truyền được. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã từng dẫn dắt Vietinbank trước khi ông chia tay đội bóng này và chuyển tới Quảng Ninh. Và bây giờ sau khi hết hợp đồng với Quảng Ninh thì ông đã trở lại Vietinbank. Thu Hoài và phối hợp với Thu Thủy. Điểm cho Vietinbank 18-10. Jinje phát bóng. Đội 1-0 tốt của Lan Vi. 19-10 cho Vietinbank. Và đánh bóng của Chen Payan. 11-19 cho Bình Điền Long An. Nhưng lúc này cách biệt điểm số giữa hai đội ở trong set đấu thứ hai là tương đối khó để san lấp. Một sự thay đổi ở vị trí chủ công của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Khánh Huyền được tung vào sân. Nhưng có lẽ đó là sự thay đổi nhằm giữ sức cho Jin Jae trước khi vị trí của Khánh Huyền xoay lên hàng trên. Và ghi điểm của Phương Anh, 20-11 cho Vietinbank. Đây sẽ là tình huống phát bóng của phụ công Thu Thủy. Và đánh bóng của Trà My.
12-20 điểm cho VTV Bình Điền Long An. Trên sân lúc này của Bình Điền Long An thì chúng ta cũng có thể thấy được sự có mặt của Mỹ Tiên. Mỹ Tiên có lẽ là được tung vào sân để thay cho Chen Payan. Bóng ngoài, điểm cho Việt Tin Banh, 21-12. Một tình huống phát bóng không chuẩn xác của phụ công Như Ngọc. Phương Anh phát bóng. Lan Vi. Bóng không thể qua được bên phần sân của Vietinbank. Tình huống cứu bóng của Khánh Đang và sau đó là Mỹ Tiên. Nhưng đã không thể đưa được bóng qua lưới. 22-12 cho Vietinbank. Tỷ số sau set đấu thứ hai này có lẽ sẽ là một đều. 10 điểm cách biệt là rất khó để san lấp. Phát bóng của Hoàng Minh Tâm. Và đánh bóng của Trà My, 13-22. Khi mà Chen Payan rời sân thì bóng sẽ được dồn đến nhiều hơn cho Trà My. Thu Hoài và Trà Giang. Một tình huống đánh một chân sau đầu. 23-13 cho Vietinbank. Trước Thu Hoài và Trà Giang thì Vietinbank ở mùa giải 2016 khi họ vô địch quốc gia thì đó là một miếng đánh rất lợi hại với sự phối hợp giữa Hà Thị Hoa và phụ công Kim Huệ, người lúc này đang đảm nhiệm vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. 24-13 set point cho Vietinbank. Lan Vi, điểm cho Bình Điền Long An, 14-24. Lan Vi phát bóng. Được một không tốt của Hồng Thắm, bóng đã sang bên kia lưới và 15-24 cho VTV Bình Điền Long An. Đánh bóng của Khánh Huyền. Mỹ Tiên. Tiếp tục là Mỹ Tiên, một pha bỏ nhỏ. Khánh Huyền. Mỹ Tiên. Khánh Huyền. Bóng trong sân. Điểm cho Vietinbank, 25-15. Và như vậy là Vietinbank là đội giành chiến thắng ở trong set đấu thứ hai với tỷ số là 25-15. Tỷ số trận đấu lúc này đang tạm thời là một đều.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước, nơi đang diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Và cặp đấu đầu tiên, cặp đấu mà chúng ta đang theo dõi, là cuộc đối đầu giữa Vietinbank và VTV Bình Điền Long An. Năm nay thì toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giai đoạn 1 nội dung nữ của giải vô địch quốc gia diễn ra ở Bình Phước đều mở cửa tự do đón khán giả vào sân. Vietinbank là đội bóng thi đấu trong trang phục áo màu đỏ và VTV Bình Điền Long An ra sân trong trang phục áo màu vàng. Lúc này thì trận đấu chuẩn bị bước vào set đấu thứ 3 và sau 2 set đấu, tỷ số đang tạm thời là 1-1. VTV Bình Điền Long An thắng 25-22 ở trong set đấu đầu tiên. Nhưng sang đến set đấu thứ 2 thì Vietinbank đã có được phần thắng với tỷ số cách biệt 25-15. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Vietinbank và VTV Bình Điền Long An. Họ đều có huấn luyện viên trưởng mới ở mùa giải 2024 này, với Thu Hoài và các đồng đội, đó là người thầy cũ Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong khi đó với VTV Bình Điền Long An, đó là sự hiện diện của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Cả Long An và Vietinbank cũng đều thuê ngoại binh thi đấu ở giai đoạn 1 là các tay đợt tới từ Trung Quốc. Và vừa rồi là pha ghi điểm của Chen Pei Yang, tay đập Trung Quốc của VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó bên phía Vietinbank, họ chiêu mộ chủ công Jin Jae. Cả Jin Jae và Chen Pei Yang đã từng là đồng đội của nhau ở mùa giải 2022-2023 khi họ đấu thuê cho Jakarta BIN, đội bóng của Indonesia. Và đánh bóng của Jin Jae, Phương Anh, bóng đã đập trúng vào người của Thắng Đàng. Điểm cho Vietinbank 1-1. Năm ngoái thì Vietinbank đứng hạng 5, còn VTV Bình Điền Long An xếp thứ 3 ở giải vô địch quốc gia. Không được. Một tình huống mà Phương Anh định đẩy bóng về cuối sân nhưng đã không thành công. Một tình huống xử lý bằng kỹ thuật chuyền bóng cao tay của đối chuyền đội trưởng Vietinbank nhưng bóng đã không đi qua lưới. 2-1 cho Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng của Lữ Thị Phương. Thu Hoài chuyền cho ai? Và ghi điểm của Phương Anh. Hai đều cho Vietinbank. Tình huống phát bóng của phụ công Thu Thủy. Đình Thoa và Trà My đã có điểm cho Bình Điền Long An 3-2. Và ghi điểm từ biên 2 của Trà My. Trong đội hình của Bình Điền Long An trên sân lúc này, họ có tới 2 tay đập thuận tay trái, đó là Trà My và Chen Pei Yang. Ba ghi điểm của Hồng Thắm. 3-3. Một pha đánh bóng xuyên chắn của chủ công Vietinbank ở biên 4. Chen Pei Yang đã có điểm. Không, đó là tình huống cho điểm Vietinbank của trọng tài Phạm Ngọc Kính. Lỗi tấn công hàng sau. Sẽ có tình huống xin challenge của VTV Bình Điền Long An. Trọng tài Phạm Ngọc Kính xác định Chen Pei Yang đã dẫm vào vạch 3m trong tình huống nhảy lên tấn công vừa rồi của tay đập người Trung Quốc. Và đó là lý do
mà ban huấn luyện của VTV Bình Điền Long An đã xin challenge. Hãy cùng xem là Chen Peiyan có dẫm vạch hay không. Như vậy là Chen Peiyan không dẫm vạch và đó là một tình huống đánh bóng hợp lệ của tay đập người Trung Quốc. Và đó là tình huống challenge thành công của VTV Bình Điền Long An. Đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Bốn ba cho Bình Điền Long An và Khánh Vy là người phát bóng tiếp theo. Hồng Thắm. Tiếp tục là Hồng Thắm. Điểm cho Bình Điền Long An 5-3. Jin Jae. Pha đánh bóng rất mạnh của tay đập người Trung Quốc Jin Jae. 4-5 cho Vietinbank. Hồng Thắm phát bóng. Và ghi điểm của Chen Peiyang. Trang ngoại bình Trung Quốc vẫn đang là tâm điểm của trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa VTV Bình Điền Long An và Vietinbank. Một tay chắn của Thu Hoài là không đủ với Chen Peiyang. Jin Jae. Thu Hoài tiếp tục là tay đập Trung Quốc. Có cứu kịp không? Vậy là bóng vẫn còn trong cuộc. Lần này là pha ghi điểm của Trà Giang. 5-6 cho Vietinbank. Tình huống phát bóng của Trà Giang. Peiyang. Jin Jae. Đánh chạm sàn được. Và đó là điểm số cho Vietinbank 6-6. Với những gì mà Jin Jae cùng với Chen Peiyang đang thể hiện, có lẽ là huấn luyện viên Trần Văn Giáp của câu lạc bộ Thái Bình sẽ phải cảm thấy khá lo lắng khi mà đội bóng vòng sẽ lần lượt gặp Vietinbank và VTV Bình Điền Long An ở giai đoạn 1 nội dung nữ giải vô địch quốc gia năm nay. Giai đoạn 2 của giải sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 tại Lào Cai. Lào Cai cũng là địa điểm đối đội chủ nhà mà Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Bảy đều cho Vietinbank. Chen Peiyang không qua được tay chắn của Vietinbank. 8-7 cho Vietinbank. Đó là một tình huống chắn đôi thành công của các cô gái áo đỏ. Trà My.
đánh nhì thành công của Trà My. 8 đều cho VTV Bình Điền Long An. Với thể thức thi đấu năm nay thì mỗi trận đấu đều rất quan trọng, khi mà các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ lấy 4 đội vào chơi ở vòng chung kết và xếp hạng. Và thậm chí thứ hạng trong top 4 cũng có thể ảnh hưởng đến con đường tiến vào đến trận đấu chung kết, khi mà đội dẫn đầu sau khi kết thúc giai đoạn 1, sau khi kết thúc giai đoạn thi đấu vòng tròn sẽ gặp đội đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng, và đội đứng thứ 2 sẽ đối đầu với đội đứng thứ 3 ở hai cặp đấu bán kết. Và đánh bóng của Hồng Thắm đã không thắng được các tay chắn của VTV Bình Điền Long An. Điểm 19 cho Long An. Hồng Thắm. Một tình huống đánh nhanh của Như Anh. Và ghi điểm của Phúc Công mang áo số 10 ở vị trí số 3, 11-9 cho VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Lữ Thị Phương. Một điểm nữa cho Bình Điền Long An. Tài cũng bắt lỗi hai chạm, có lẽ là với Thu Hoài. Và bây giờ thì Vietinbank của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải xin tham out lần hội ý chiến thuật 30 giây đầu tiên của Vietinbank ở trong set đấu thứ 3 này. Là chuyền 2 chắn thấp đã là hành địch. Chỗ kia hết đường đánh rồi. Nên phải nhớ cái việc đấy, vì bây giờ nó đang giằng co, đừng để người ta bứt lên. Đánh bóng của Jin Jae nhưng bóng đi ra ngoài, và đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An, 13-9. Vậy là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định thay đổi vận động viên ở vị trí chủ công. Hồng Thắm rời sân và người vào sân là Khánh Huyền. Thu Hoài, Jin Jae và đánh bóng từ hàng sau. Đánh bóng của Khánh Vy. Và đó là pha đánh bóng của Phương Anh. Nhưng điểm số thì lại thuộc về VTV Bình Điền Long An. Điểm cho Vietinbank.
10-14. Tình huống phát bóng của khu công Thu Thủy. Chen Payan lần này đã đánh bóng đi ra ngoài. 11-14. Thêm một điểm số nữa cho Vietinbank. Trà My. Khánh Vy. Tình huống cứu bóng của Jin Jae. Lần này là một pha bò nhỏ của Khánh Vy. 15-11. Bây giờ thì VTV Bình Điền Long An đang tỏ ra trội hơn so với Vietinbank ở trong set đấu thứ 3 này. Phương Anh, bóng ngoài và đó là điểm cho Bình Điền Long An, 16-11. Không thể có được tình huống cứu bóng của Khánh Đăng. Điểm cho Vietinbank 12-16. Tình huống phát bóng của Phương Anh. Khánh Vy. Bóng hướng thẳng đến vị trí của Jin Jae. 17-12 cho VTV Bình Điền Long An. Jin Jae. Bóng đã trượt qua tay của Khánh Vy rồi và đó là điểm số cho Vietinbank 14-17. Giây hội ý chiến thuật đã kết thúc.
và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những điều chỉnh của đội viên Thái Quang Lai được các cô gái VTV Bình Điền Long An thể hiện như thế nào ở trên sân. Khánh Huyền phát bóng và đánh bóng của Chen Pei Yang. Với những vận động viên thuận tay trái như là Pei Yang thì vị trí đánh số 4 là vị trí đánh ưa thích, vị trí đánh có góc đánh mở nhất trong 3 vị trí ở hàng trên. Jin Jae tiếp tục là Jin Jae và bóng vẫn hướng đến vị trí của Khánh Vy. Lần này là Trà Giang đã có điểm cho Bình Điền Long An, 19-15. Và đánh bóng của Bay Giang, bóng hướng đến vị trí của libero Ninh Anh. Cơ hội cho các cô gái Bình Điền Long An, Kim Thoa. Và đây là Chen Pei Yang. Một pha đánh chéo gắt và 20-15 cho VTV Bình Điền Long An. Lần này thì đến lượt Vietinbank xin tham ao và đây là lần tham ao thứ hai của luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở trong set đấu thứ ba này. Sau lần này thì ông đã hết quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Như Anh phát bóng, Thu Hoài đẩy bóng ra biên cho Jin Jae. Tình huống đánh hai chuyền. Jin Jae có thể thấy được sự tiếc nuối của Như Anh. Một tình huống phòng thủ hàng sau không thành công của phụ công mang áo số 10. Lực bóng từ pha đánh bóng của Jin Jae là không quá mạnh, nhưng Như Anh đã có pha bước một không tốt. Chen Pei Yang mang về điểm 21 cho VTV Bình Điền Long An. 21-16. Jin Jae 17-21 cho Vietinbank. Chắn bóng tốt. Một pha block thành công của Phương Anh. 18-21 cho Vietinbank. Chỉ một mình Phương Anh nhảy lên chắn bóng trong tình huống đánh bóng vừa rồi. Quá đáng tiếc khi mà sau đó vận động viên của Vietinbank lại phát bóng không qua lưới. 22-18 điểm cho VTV Bình Điền Long An. Jin Jae, Khánh Vy
Shinji. Phương Anh. Trà My. Quá thiếu chính xác. Một tình huống đánh bóng bay của Trà My. Nhưng đó vẫn là điểm số cho VTV Bình Điền Long An khi mà trọng tài xác định Trà My đã đánh bóng sượt qua tay chắn của Vietinbank. Sẽ có tình huống xin challenge của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Sẽ là tình huống challenge block touch. Hãy cùng xem là bóng đã chạm vào tay chắn của các cô gái Vietinbank hay chưa. Bóng đã chạm vào tay chắn mất rồi. Hai ba mười tám cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống chắn bóng có lẽ là của Jin Jae. Phát bóng của Chen Payan. Và đánh bóng của Jin Jae 19-23. Tình huống bắt bóng 1-0 tốt của Khánh Vy. 20-23. Vậy là VTV Bình Điền Long An đã xin tham out và đây cũng là lần tham out thứ hai ở trong set đấu thứ ba của Bình Điền Long An. Thầy chơi bóng mà em cứ đứng chỗ đi, chơi bóng nhiều phát là cái em gục đứng tại chỗ luôn, cái bước tới bước lui thôi. Khánh Vy. Kim Jae đánh bóng từ hàng sau. Người đã phòng thủ là Kim Thoa. Chen Payan. Và xử lý rất nhanh của Phương Anh. Tình huống mà Phương Anh đẩy bóng vào tay chắn của Bình Điền Long An. 21-23. Cách biệt bây giờ đã được Vietinbank rút ngắn xuống còn 2 điểm. Phương Anh đã đẩy bóng vào tay chắn của Lữ Thị Phương. Trà My. Kim Thoa và Trà My. Và đó là điểm số cho Vietinbank. Quyết định của trọng tài cho rằng Trà My đã đánh bóng đi ra ngoài. Tình huống xin challenge của Bình Điền Long An. Một tình huống mà có lẽ là ban huấn luyện của VTV Bình Điền Long An challenge với tình huống trọng tài bắt bóng ngoài. Họ đã giơ tới hai cái biển chắn bóng và bóng trong ngoài. Nhưng có lẽ đó là tình huống challenge cho rằng trọng tài đã bắt bóng ngoài. Bóng phải nằm ở trong sân.
Không, hóa ra đó là tình huống chắn bóng, nhưng đó là lần challenge không thành công của VTV Bình Điền Long An. Bóng không chạm vào tay chắn của Vietinbank. Challenge không thành công của VTV Bình Điền Long An. Cú phát bóng thuộc về Vietinbank và tỷ số là 2-2-3, cách biệt còn một điểm mà thôi. Khánh Vy. Và đánh bóng của Phương Anh. Khánh Huyền. Khánh Vy. Vẫn còn trong cuộc. Trà My. Và Khánh Vy mang về set point cho VTV Bình Điền Long An 24-22. Có điểm số thứ 25 cho VTV Bình Điền Long An, 25-22, và như vậy là VTV Bình Điền Long An là đội giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 với tỷ số 25-22. Sau 3 set đấu thì VTV Bình Điền Long An đang tạm thời dẫn Vietinbank 2-1. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu khai màn của giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Khóa Chất Đức Giang năm 2024 của đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An. Đội bóng thi đấu trong trang phục áo màu vàng và Vietinbank, những người thi đấu trong trang phục áo màu đỏ. Đây là Chen Peiyang. Còn đây là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, một người đang là tay ghi điểm số 1 trong trận đấu ngày hôm nay, ngoại binh của VTV Bình Điền Long An, và một người là huấn luyện viên trưởng của Vietinbank.
Lúc này thì hai đội bóng chuẩn bị bước vào set đấu thứ tư. Và sau 3 set đấu thì Thu Hoài và các đồng đội Vietinbank đang để cho VTV Bình Điền Long An của Kim Thoa tạm thời dẫn với tỷ số là 2-1. Và ghi điểm của Phương Anh, đội trưởng đối chuyền bên phía Vietinbank 1-0. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 này ở nội dung nữ có sự có mặt của 9 đội bóng, gồm có đương kim vô địch Vietinbank Ninh Bình, Á quân năm 2023 và Chất Giang Lào Cai, đội hạng 3 VTV Bình Điền Long An, binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước, đội bóng chủ nhà của giai đoạn 1, Vietinbank, Gresimco Thái Bình, Quảng Ninh, xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Tân Bình Hà Nội. Trong đó thì chỉ có Gresimco Thái Bình và Hà Nội là hai đội bóng không thuê ngoại binh ở giai đoạn 1 của giải nữ năm nay. Chen Payan phát bóng. Một tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3 giữa Thu Hoài và Thu Thủy. Sợ chưa? Uống thuốc trợ tim vào. Pha ghi điểm của Trà My, 2-3 cho VTV Bình Điền Long An. Phát bóng ăn điểm ngay, đúng phát bóng của Lữ Thị Phương, 3 đều cho VTV Bình Điền Long An. Ba ghi điểm của Trà Giang. Ở phía tin bay. Bắt luôn. Lấy lại điểm luôn. Trà My phát bóng. Đánh bóng của Chi Chê. Không được. Bóng đã rời hơi sát lưới và Khánh Vy không thể có được một pha đập bóng thành công. 5-4 cho Vietinbank. Tình huống phát bóng của chủ công Hồng Thắm. Điểm cho Bình Điền Long An 5 đều. Bỏ đi. Lấy lại đây. Điểm luôn. Bước về. Và xử lý của Jin Che 6-5 cho Vietinbank.
lên, cố lên. Lần này thì Chen Peiyang đã không qua được tay chắn của Vietinbank. Đó là một tình huống chắn đôi với Thu Thùy và Thu Hoài. Đó là cái tay chắn của phụ công mang áo số 2 Thu Thùy. 7 năm cho Vietinbank. Đập chồng. Cho VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An. Kim Jae có vẻ như đã đánh bóng chạm vào cột anten. Chúng ta có thể thấy được chị em phụ công Kim Thành và Mỹ Duyên, những vận động viên đã giải nghệ ở mùa giải 2024 này. Mỹ Duyên đã chia tay VTV Bình Điền Long An trước khi đội bóng này bước vào giai đoạn 2 của mùa giải năm ngoái. Còn Kim Thành cũng đã nói lời chia tay Bình Điền Long An ở mùa giải 2024 này. Vì vậy thì họ vẫn đang có mặt tại Bình Phước để cổ vũ các đồng đội cũ thi đấu. 8-7 cho Vietinbank. Thoa Chen Peiyan. Lần này thì hàng chắn của Vietinbank đã đưa bóng đi ra ngoài. Điểm cho Bình Điền Long An. 8 đều. Bắt luôn này, bắt luôn. Việc Mỹ Duyên và sau đó là Kim Thành lần lượt từ giã sự nghiệp vận động viên đã trở lại những khoảng trống ở vị trí phụ công bên phía VTV Bình Điền Long An. Và lúc này thì hai phụ công trẻ của họ là Lữ Thị Phương và Như Anh đang là cặp phụ công chính của huấn luyện viên Thái Quang Lai ở giai đoạn 1 năm nay. Và đánh bóng của Trà My. Điểm cho Bình Điền Long An 9 đều. Năm ngoái khi mà Kim Thành và Mỹ Duyên vẫn còn thi đấu thì Lữ Thị Phương được cho mượn tới cái Lesinco Thái Bình. Còn năm trước nữa thì cô thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Vy. Và đánh bóng của Phương Anh. Không được. Một điểm nữa cho Bình Điền Long An. 19. Phương Anh đã có lỗi chạm lưới rồi. Có vẻ như là lỗi chạm lưới của Lữ Thị Phương. Điểm cho Vietinbank 10 đều. Đó là tình huống bắt lỗi chạm lưới của trọng tài thứ hai, ông Phùng Trọng Việt. V
VTV Bình Điền Long An xin challenge. Họ challenge với tình huống mà trọng tài Phùng Trọng Việt đã bắt lỗi chạm lưới. Nếu Long An challenge thành công thì trọng tài sẽ phải cho đánh lại tình huống bóng vừa rồi. Đúng là đã có vận động viên của Long An chạm lưới rồi. Và đó là lần challenge không thành công của Long An. Họ chỉ còn một quyền challenge ở trong set đấu thứ tư này nữa mà thôi. Thu Thủy phát bóng. Thu Hoài không được, một pha phối hợp không ăn ý. Một tình huống mà không rõ là Thu Hoài truyền cho Trà Giang hay là cho chủ công đang đứng ở biên 4. Một tình huống phối hợp đánh nhanh trước chồng trước không thành công của Vietinbank. Số là 11-10 cho VTV Bình Điền Long An. Bây giờ là 11 đều. Người phát bóng là Phương Anh. Pha ghi điểm của Khánh Vy. 13-11. 12-11 cho VTV Bình Điền Long An. Chín Chê. Khánh Vy. Jin Jae đánh bóng từ hàng sau. Người đã phòng thủ thành công là Cha Mi. Tiếp tục là Jin Jae. Điểm cho Vietinbank 12 đều. So với Chen Peiyan thì Jin Jae lớn hơn 3 tuổi. Chủ công của Vietinbank năm nay 28 tuổi. Sinh năm 1996. Điểm cho Bình Điền Long An 13-12. Tình huống phát bóng của Khánh Vy. Bóng của Chen Peiyang. 14-12 cho VTV Bình Điền Long An. Một pha đánh bóng trên chắn của Chen Peiyang. Khánh Vy phát bóng. Bóng của Jin Jae. Jin Jae. Lần này thì bóng đi ra ngoài. Bóng ra ngoài và không chạm chắn. 15-12 cho Bình Điền Long An. Vậy là Vietinbank xin challenge.
Như vậy là bóng không chạm vào tay chắn nào. Và đó là lần challenge không thành công của Vietinbank. Hãy cùng xem có lỗi chạm lưới của tay chắn Long An hay không. Cũng không chạm lưới nốt. Đó là một tình huống mà Vietinbank challenge, mà họ cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn của Long An và Long An cũng đã chạm lưới. Nhưng cả hai tình huống quay chậm vừa rồi đều cho thấy điều ngược lại. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Vietinbank 13-15. Chen Payan, một tình huống đánh lỏng tay. Jinje hoàn hồ pha phòng thủ hàng sau tốt của Khánh Vy, và sau đó là pha đánh bóng cắm của Chen Payan, 16-13. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Đây sẽ là tình huống phát bóng của phụ công Như Anh. Thu Hoài, Jin Jae, Chen Payan và xử lý của Thu Thủy. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm với vận động viên của VTV Bình Điền Long An. Điểm 14-16 cho Vietinbank. Hoài phát bóng. Chen Payan. Đó là tình huống phòng thủ của Ninh Anh. Trà My đánh bóng đi ra ngoài và bật tại chỗ và đánh bóng bay không thành công của Trà My. 15-16 cho Vietinbank. Chen Payan mang về thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 17-15. Và tất nhiên là Vietinbank sẽ phải rất dè chừng với những tình huống phát bóng đầy khó chịu của Kim Thoa. Bình Điền Long An luôn có được nhiều hơn một điểm mỗi khi lượt phát bóng xoay đến vị trí của Kim Thoa. Và đó là tình huống bóng dội trong sân của Long An. Điểm cho Vietinbank 16-17. Một pha block thành công của các tay chắn Vietinbank. Jin Jae phát bóng. Kim Thoa. Và đánh bóng của Trà My. 18-16 điểm cho Bình Điền Long An.
Điểm cho Vietinbank 17-18. Hoàng Minh Tâm đã được tung vào sân để thay cho Thu Thủy. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt muốn tận dụng khả năng phát bóng và phần nào đó là cả khả năng ghi điểm từ hàng sau của Minh Tâm. Minh Tâm là vận động viên chơi ở vị trí đối chuyển. Và đánh bóng của Hồng Thắm. Điểm cho Vietinbank 18 đều. Bóng của Jin Jae. Khánh Vy mang về điểm số thứ 19 cho VTV Bình Điền Long An. Nếu VTV Bình Điền Long An tiếp tục đánh bại Vietinbank trong trận đấu ngày hôm nay, đánh bại Vietinbank trong set đấu thứ tư này thì họ cũng kết thúc sớm trận đấu ngày hôm nay. Còn nếu Vietinbank có được chiến thắng ở trong set đấu thứ tư thì chưa biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào ở trong set 5 quyết định. Khánh Vy. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Lỗi hai chạm rồi. Hai mươi mười tám cho Bình Điền Long An. Và Vietinbank đã phải xin time out. Lần hội ý chiến thuật thứ nhất của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở trong trận đấu thứ tư này. Không đánh được. Bọn em cứ như vậy đỡ xong cái người bọn em cứ gồng như này, đứng nguyên một chỗ như này, bọn em phải đi theo người ta để cho người ta đánh, người ta mới có đường đánh ấy. Đây nào, tập trung lại đi. Người trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt để giao tiếp với ngoại binh Jin Jae, cũng đã từng là trợ lý cho huấn luyện viên Lý Hoan Ninh để giao tiếp với các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games trên sân nhà, kỳ SEA Games thứ 31. Tình huống phát bóng của Lữ Thị Phương. Trà My. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 21-18. Trà My, một pha đánh nghi thành công của Trà My. 22-18 cho VTV Bình Điền Long An. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải bấm chuông xin time out lần thứ hai ở trong set đấu này. Lên biên như thế thì thắng vào cái giờ này. Mi chắn làm sao đánh được xuống sân. Trời ơi, đấu với nhau 30 lần, kinh nghiệm với nhau bọn em không hiểu. Giờ đấy người ta đánh bóng kiểu gì ạ? Cố lên này, em ơi, cắt luôn này.
với đội hình hiện tại của VTV Bình Điền Long An thì thực sự có thể xem họ là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch quốc gia diễn ra vào cuối năm nay. Bởi ở giai đoạn 2 của mùa giải diễn ra vào tháng 11 thì VTV Bình Điền Long An sẽ có sự bổ sung vô cùng chất lượng, thì họ sẽ có được chủ công Trần Thị Thanh Thúy, người sẽ kết thúc hợp đồng với PFU Bluecats vào tháng 4 này. Nhiều khả năng thì Thanh Thúy sẽ góp mặt ở giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia năm nay. Và đội hình trên sân của VTV Bình Điền Long An nếu có thêm sự bổ sung của Thanh Thúy thì thực sự có thể xem đội bóng của luyện viên Thái Quang Lai là một ứng viên rất nặng ký để đua tranh ngôi vô địch quốc gia năm nay, vừa có điểm số thứ 23 cho VTV Bình Điền Long An. Bóng của Jin Jae. Và đó là pha đưa bóng vào lỗ đồng xu thành công của Cha Mi. Một tình huống mà cả hàng trên và hàng sau của Vietinbank đã nhìn nhau. Match point cho VTV Bình Điền Long An. 5 điểm cách biệt là quá khó để săn lấp với Vietinbank. Hồng Thắm không qua được tay chắn áo vàng. Jin Jae cũng không qua được. Đó là pha đánh bóng của Trà Giang. Trà My. Điểm quyết định của trận đấu 25-18. Như vậy là VTV Bình Điền Long An là đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Một khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai. Họ đã đánh bại Vietinbank sau 4 set đấu với tỷ số là 3-1. Tỷ số cụ thể của các set đấu lần lượt là 25-22, 15-25, 25-22 và 25-18. Trà My là người đã ghi điểm cuối cùng của trận đấu, mang về chiến thắng 3-1 cho VTV Bình Điền Long An. Như vậy là VTV Bình Điền Long An đang tạm thời có được 3 điểm